Lời nói chẳng mất tiền mua. Mẹ đang ốm mà anh cứ đi chơi suốt vậy. Anh vào nhà đi. Mẹ bảo anh cái gì đó? Chắc lại bảo anh đừng có đi chơi nhiều nữa chứ gì. Ngày nào cũng chẳng nghe, chán rồi. Thì anh cứ đi vào với mẹ đi. Hỏi thăm mẹ xíu cho mẹ mừng. Thành, suốt ngày chỉ biết đi chơi thế à? Mày có biết mẹ mày đang nằm sống chết ra sao không? Mẹ vẫn có sức mắng thằng Thành là chưa chết được. Thế nay mẹ ăn gì chưa? Con đi mua cho ăn nhé. Không cần mua, con lại đây mẹ bảo. Khắp người mẹ đau ê ẩm. Mẹ thấy mấy dì qua thăm mẹ bảo bên làng xóm có ông Độ. Ông ấy bốc thuốc với chăm cứu tốt lắm. Còn có xe qua làng bên tìm nhà ông ấy, mời ông ấy qua khám cho mẹ. Chứ cứ nằm như thế này thì khổ cây lan. Nó vừa chăm mẹ vừa chẳng làm được cái gì. Ôi dào, tin gì mấy ông thầy lang vớ vẩn. Ông ấy giỏi thật đó anh. Bữa hồi thím Liên nhà chú Nam cũng bị bệnh về xương giống mẹ. Bốc mấy thang thuốc nhà ông ấy thấy đỡ đó. Người ngoài em không dám tin, chứ người nhà mình mà. Anh qua bên làng hỏi thăm lấy thuốc cho mẹ đi. Ừ thì đi, để con sang tìm nhà ông ấy. Này, sang đó nói khéo khéo cái mồm một tí. Con á, là cái tính ăn nói lòng bông không đâu ra đâu. Ông Độ mát tay lắm, nhưng mà ông ấy cũng khó tính lắm đây. Không phải ai mời ông ấy cũng đi đâu con. Ôi dào, cứ có tiền là người ta qua tất. Mẹ cứ phải lo nhỉ, chả có ai chê tiền cả. Cái thằng ngang bướng ham chơi từ nhỏ, giờ lớn rồi, lấy vợ rồi cũng không bỏ được cái tính. Mẹ dạy mãi mà không được. May mà nó lấy được con, ngoan ngoãn, sẻ sàng. Chứ không thì... Cái duyên cái số mà mẹ. Mà mẹ mệt rồi, nằm nghỉ đi. Để con đi nấu cơm, cũng sắp trưa rồi. Mẹ lo lắm. Mẹ chẳng tin tưởng được cái thằng này đâu. Không biết có biết đường mà hỏi thăm nhà người ta không nữa. Mẹ cứ nghỉ đi ạ. Nếu tầm trưa không thấy anh ấy về, con sang đó tìm. Mà từ đây sang đấy cũng gần mà. Chắc anh ấy về luôn thôi. Sao đi lâu thế không biết. Chồng với con. Nước của chú đây. Cảm ơn bác. Này bà, bà có biết nhà ông Lang Độ không? Cái ông Lang mà nổi tiếng chữa bệnh xương khớp ấy. Tôi không biết. Chú có biết không? Không biết. Thế mà bảo nổi tiếng. Nổi tiếng thế, nhẽ ra hỏi cái người ta biết chứ. Chắc mình phải vào sâu trong làng hỏi mới được. Thanh niên giờ nói chuyện với người lớn chẳng có phép tắc gì cả. Không coi trước coi sau. Thật chẳng ra làm sao. Cậu ta hỏi thăm đường kiểu này, chắc chẳng ai thèm chỉ đường cho đâu. Này nhóc, có biết nhà ông Lang Độ không? Ê, hai cô em gì ơi, có biết nhà ông Lang Độ ở đâu không? Chỉ cho anh với. Không, không biết. Nhìn chẳng có lịch sự gì cả. Bà già, cho tôi cốc chè xanh. Khát quá. Quái lạ, cái làng bằng tí tẹo mà ông Lang Độ cũng nổi tiếng. Thế mà đi một vòng quanh làng không ai biết là sao? Hay là vợ với mẹ mình có nhầm gì chăng? Bà ơi, cho cháu cốc nước trà xanh ạ. À? Anh Thành, sao anh đi từ sáng đến giờ mãi chưa về? Làm em với mẹ ở nhà chờ cơm. Thì đã tìm được nhà cái ông Lang đó đâu. Em với mẹ chỉ luyên thuyên. Bà ơi, cháu là người làng bên ạ. À? Mẹ cháu bị thái hóa cuộc sống. Được mọi người chỉ sang làng này, có ông Lang Độ chuyên chữa bệnh xương khớp. Bà làm ơn cho cháu hỏi, nhà ông Lang Độ ở gần đây không ạ? À? Cháu cứ uống nước nghỉ ngơi, rồi bà chỉ cho. Nhà ông Lang Độ cũng gần đây thôi. Bà này, thế sao lúc sáng bà bảo không biết? Rõ ràng tôi cũng hỏi nhà ông Lang Độ mà. Bà ơi, cháu xin lỗi bà. Chồng của cháu tính tình nóng nảy, thô lỗ, không được khéo lời, mong bà thông cảm. Hóa ra đây là chồng cô hả?
vợ chồng mà chẳng bù trừ gì cho nhau. Cậu là có phước mới lấy được cô ấy nha. Người đâu ăn nói sẻ sàng, chứ không như cậu. Cậu thử xem lại mình đi. Cậu hỏi thăm đường mà cứ như là ra lệnh cho người ta vậy. Cách hỏi hàng như thế, mất lịch sự, thiếu tôn trọng người khác, thì ai mà chỉ đường cho cậu chứ? Ừ, tôi tính chồng cháu xưa nay vốn vậy. Dạ, cảm ơn cụ đã có lời góp ý. Cháu về sẽ khuyên nhủ anh ấy ạ. À? Việc nhà cô cậu tôi cũng không dám can thiệp sâu. Thôi, để tôi chỉ đường cho cô cậu vào nhà ông Lan Độ sớm. Chứ muộn xíu nữa là ông ấy đi nghỉ trưa, không tiếp khách đâu. Nhà ông ấy phía gần giếng làng, đi sâu chừng 30 mét, rẽ trái vào cái ngõ nhỏ. Cuối ngõ là nhà ông Lan nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu gửi bà tiền nước ạ. Cháu cảm ơn bà. Yết Kiêu. Ngày xưa, ở làng Hạ Bì thuộc nước Nam ta, có người đàn ông sức vóc hơn người tên là Yết Kiêu, làm nghề đánh cá. Hai con trâu kia lạ quá, hình như là trâu biển. Trời, cứ hút nhau găng thế này thì sẽ có con phải bỏ mạng mất. Nào, dừng lại nào. Trời, có lẽ nào lại là trâu thần của biển? Là lông đuôi của trâu thần ư? Chắc hẳn lông của nó cũng sẽ có tác dụng phi thường. Kỳ lạ thay, sau khi nhuốt nhúm lông đuôi của trâu thần, sức khỏe của Yết Kiêu càng vượt trội hơn. Không một ai dám đương địch. Đặc biệt, ông có thêm khả năng bơi lặn phi thường, xuống biển bắt cá như đi trên đất liền. Có thể lặn sâu dưới biển hàng ngày trời không cần ngoi lên khỏi mặt nước. Sau đó, ít lâu, có quân giặc ở nước ngoài sang cướp nước Nam. Chúng cho 100 chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh vây bọc, bắt tất cả thuyền bè, đốt phá chài lưới. Nhà vua đã đích thân cầm quân đi đánh giặc, nhưng địch quá đông và hung hãn nên người phải lui binh. Thế nước đang lâm nguy, giờ là lúc toàn dân phải đồng lòng đánh giặc ngoại xâm. Ta tin trong thiên hạ ắt có người tài, hãy truyền lệnh ta, bất cứ ai có cách gì lui được giặc dữ, hãy đến gặp ta. Trung thần xin tuân lệnh. Lũ giặc tàn ác, nhất định phải thoái lui, ta sẽ liều mình với chúng một phen. Thưa bệ hạ, Yết Kiêu tôi tuy tài hèn sức yếu, nhưng cũng quyết cho quân giặc ác độc ấy vào bụng cá. Khanh là Yết Kiêu ở làng Hạ Bì, có thể lặn biển cả tuần không lên đó ư? Thưa bệ hạ, chính tôi đây. Khanh cần bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền bè để đối phó với giặc? Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi cũng có thể đương được với chúng nó. Tâu bệ hạ, chỉ một mình ngài Yết Kiêu chỉ e là quá liều lĩnh. Đúng vậy thưa bệ hạ, quân địch lại đông và hiếu chiến như vậy. Thưa bệ hạ và các bá quan, tôi tin ở khả năng của mình, nhất định có thể đẩy lùi quân giặc. Được lắm, ta phong cho Khanh làm đô thống, cầm thủy quân đánh giặc. Đa tạ bệ hạ, tôi xin dốc hết sức mình. Như lời đã nói với vua, chỉ một mình Yết Kiêu cũng có thể đối phó với giặc. Đến biển Vạn Ninh, ông cho quân sĩ nghỉ ngơi, chỉ bảo họ sắm cho mình một cái khoang, một cái búa. Để xem chúng bay sẽ thoát chết bằng cách nào. Ôi, sao tự nhiên nước tràn vào thuyền nhiều thế này? Bào thoát thân không chìm tàu bây giờ. Thưa ngài, thuyền ta đã đắm hơn 20 chiếc, gần như cùng lúc không rõ nguyên nhân, tất cả đang hoảng loạn ngoài kia. Mau phái những tình lính có thể bơi lặn xuống nước, dò thám ngay cho ta. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tàu tướng quân, kẻ đục tàu là một người sức vóc to lớn, đặc biệt có thể đi lại dưới đáy biển như không. Hắn khỏe vô cùng, chúng thần vừa đến gần đã bị đánh gục. Mấy tình vô tích sự, có một đứa nhãi nhép mà bắt về không nổi. Cũng khá khen cho nó có tài lặn biển hiếm thấy. Giờ thì đã đến lúc bắt sống nó, đem vó sắt xuống. Lính giặc đem vó sắt, nhưng lúc Yết Kiêu đang mãi đục một chiếc tàu, buông xuống chụp lấy ông. Nhờ thế chúng bắt sống được Yết Kiêu. Nhà ngươi to gan lớn mật lắm, mau trả lời ta cho thành thực. Trong nước ngươi, những người lặn được như ngươi có mấy người? Không kể những người đi lại dưới nước cả tháng không lên, còn như hạng ta thì 100 chiếc tàu của chúng bay cũng không thể chở hết. Đi lại dưới nước cả tháng? Nhà ngươi nói láo. Tin hay không thì tùy các ngươi, nhưng hiện giờ dưới đáy biển kia hết lớp này xuống lại lớp kia lên, không mấy khi vắng người. Người buông sống thì phải đưa chúng ta đi bắt, sẽ có hậu thưởng cho ngươi, bằng không thì đừng hòng thoát chết. Nào, chọn đi. Tất nhiên ta không muốn chết, theo ta, ta chỉ cho. Mau điều tàu nhỏ cho nó xuống cùng với 10 lính ta dò người, băng theo cả vó sắt luôn, nhanh lên.
giặc ngoại xâm bị đẩy lui, biển Vạn Ninh trở lại nhịp sống thanh bình, dân chúng mãi mãi không quên công lao dẹp giặc của người anh hùng Yết Kiêu. Khanh đã lập công lớn với đất nước, một mình đánh lùi giặc ngoại xâm. Giờ đất nước đã yên ổn, nhưng quân giặc hẳn chưa thôi dòm ngó. Thay ta ban cho Khanh chức đại tướng quân, thống lĩnh toàn bộ thủy binh. Đa tạ sự tin tưởng của bệ hạ, thần xin dốc hết sức mình đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ đất nước ta. Đại tướng quân, đại tướng quân muôn năm. Giặc ngoại xâm bị đẩy lui, biển Vạn Ninh trở lại nhịp sống thanh bình, dân chúng mãi mãi không quên công lao dẹp giặc của người anh hùng Yết Kiêu. Sau khi ông mất, mọi người nhớ ơn lập đền thờ ông ở cửa Vạn Ninh và ở nhiều cửa biển khác. Chuyện ngày mưa. Lý thuyết hôm nay chúng ta học khá khó. Thầy đã đăng ký với khoa sắp xếp một buổi thực hành để các em hiểu hơn về nguyên lý này. 4 giờ chiều nay, tất cả các em nhớ có mặt tại phòng thực hành nhé. Dạ. Được rồi, các em nghỉ. Chết rồi, chiều nay mình có lịch làm thêm. Bà chủ khó tính lắm. Lại đúng giờ quán bắt đầu đông khách. Phải làm sao đi? Dạo này bài vở nhiều thế mà cậu vẫn làm thêm ở quán ăn hả? Ừ, phải tranh thủ thôi. Lại sắp phải nộp học phí rồi. Bác ạ, chiều nay cháu có tiết học quan trọng ở trường. Cháu xin phép về sớm được không ạ? Cháu sẽ làm bù vào hôm khác. Cô hay xin nghỉ, lại còn xin về sớm. Nếu mà không theo được á, thì bảo để tôi còn liệu. Bác thông cảm, lịch học của cháu có chút thay đổi ạ. Cháu không kịp báo trước, xin bác tạo điều kiện giúp cháu. Nếu không vì thông cảm với cô thì tôi đã thuê người khác lâu rồi. Lần này tôi sẽ trừ vào tiền lương cuối tháng vậy. Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng ạ. Trời mưa to quá, mưa thế này làm sao đến trường được đây? Buổi thực hành này quan trọng, bỏ thì làm sao hiểu được bài, thôi phải đi ngay mới được. Trời mưa to thế này vẫn đi học hả? Đường đến trường lại xa thế, nghỉ học một buổi có làm sao? Dạ, bài học hôm nay rất quan trọng, mưa gió chắc cũng phải đi ạ. Thôi cháu phải đi ngay kẻo muộn giờ lên lớp đây ạ. Con bé này thật có ý chí. Dẫu mình có mắng nó hay nghỉ làm, nhưng phải công nhận là con bé ham học. Dạ, mấy đứa con nhà mình cũng chăm chỉ học hành như con bé thì tốt biết mấy. Sắp muộn giờ rồi. Sao các bạn đến muộn thế nhỉ? Cũng không thấy thầy giáo đâu. Chờ một lát xem sao. Đã 4 giờ 15 rồi, sao không có ai đến thế này? Alo, Hoa à, muộn rồi sao vẫn chưa tới vậy? Cũng không thấy các bạn đâu nữa. Cậu đến lớp rồi à? Mưa to thế này đến làm gì? Đến ướt hết người còn học hành gì nữa. Mà cậu thấy có ai đến đâu, về đi. Mình ngốc quá. Biết thế này thì ở lại làm, đã bị bà chủ trách, lại còn mưa ướt hết người. Cả lớp có ai đến đâu, chẳng lẽ cả thầy cũng vậy? Em chào thầy ạ. Các bạn đâu hết rồi, có mình em đến thôi sao? Chắc tại mưa lớn quá, vẫn chưa thấy bạn nào tới ạ. Cũng muộn rồi, chúng ta cứ bắt đầu buổi thực hành thôi. Thế còn các bạn khác ạ? Thầy sẽ tính sau. Em hiểu bài rồi chứ? Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy vì dù có mình em tới lớp, thầy vẫn giảng bài. Em đã nghĩ mình thật ngốc khi mưa to gió lớn thế này.
xin nghỉ việc để rồi bị trách, chạy vội đến lớp và không thấy ai. Trong tất cả học sinh, chỉ có mình em đến học. Em biết không, mưa gió như một cái sàn, những người lười biếng và ngại khó sẽ bị sàn qua hết, chỉ còn lại những ai can đảm và không sợ khổ cực. Dù có thể không phải là học sinh thông minh nhất, nhưng qua đây, thầy chắc rằng em là một trong những học sinh nghị lực nhất. Sau này nhất định em sẽ thành công. Dạ, em sẽ ghi nhớ lời thầy, sẽ không bao giờ để mưa gió cản trở bước đi của mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.